Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là Hana ở dưới miền Tây và ở nhà của em Liên Lúa. Hiện tại em Liên Lúa không xuất hiện trong video này mà có hai đứa nhân vật chính của kênh Liên Lúa nè. Đây là Nhung, kia là Tú Tẩn. Hôm nay là ở dưới miền Tây, trời mưa cả ngày. Bây giờ tụi mình dầm mưa đi ra ngoài hái hái nhãn, rồi hái bầu hái bí. Bây giờ theo chân mấy đứa nhỏ này đi ra khám phá cái khu vườn của tụi nó. Hồi trước là mình coi video, mình thấy cái vườn của mấy em này mình rất là thích luôn. Hôm nay được tận mắt chứng kiến và được tận tay hái những cái trái cây luôn, rất là thú vị. Bây giờ mình sẽ quay cho các bạn xem mà quá trình tụi mình đi hái cây trái ở ngoài vườn ra sao nha. Rất là thiết tha được đi tới một cái vườn để hái trái cây, hái tại vườn ăn nó mới sướng. Hiện tại là Tú với Nhung đang đi ra trước. Mấy đứa đi chân không luôn, mình cũng đi chân không. Mình đi chân đất ra nè các bạn. Bởi vì là ở ngoài này đất mưa xuống rồi nó rất là trơn. Hai đứa đi mau quá. Cái mương này hồi quay đất bắt cá đúng không? Ê có sen kìa. Hái không? Cái bút sen về rồi kìa, hái không? Hái vô đó chị. Ấy dạ. Đi kiểu này chắc tí giặt mặt quá. Ở trong này là nuôi cá trê rồi các bạn. Không thấy động tĩnh con cá nào hết. Chắc là ở dưới đáy rồi. Ra đây thì có rất là nhiều loại cây ăn trái và rau. Điển hình phía trước đây là cây bí. Ủa cái đây cái gì vậy Tú? À bí đao. Bí đao này ở mình là trồng leo ở dưới đất, còn cái này là leo trên vàng. Không thấy trái đâu hết. Giờ đã tìm được một cây bí đao có trái. Cái này ở chỗ chị gọi là bí chanh nè. Đúng rồi, bí đao chanh. Một tên thôi sao rồi gộp rồi biết đâu chanh nữa. Được, cái này có lớn mà. Cái này không có bỏ thuốc mà ông nó rút nè. Hái được có con trái gì? Còn nữa không? Cao quá ha. Đây bí hái tại vườn luôn nè các bạn. Không, rất là tươi và nó còn cái lông nè. Phía sau mình đã thấy một cây nhãn rồi. Mình sẽ đi tìm cây nhãn nào có trái ngon mình hái ha. Đây là cây nhãn. Cây nhãn này gọi là nhãn gì Tú? Nhãn lồng. Người ta lấy cái miếng lưới người ta bao lại cho khỏi dơi ăn nè. Trái to dễ sợ. Thơm quá ha. Thơm lắm các bạn, chưa ăn mà thấy nó thơm rồi, nó bốc mùi thơm. Cái nhãn có một chút xíu mà ra trái nó cũng khá là sai. Thấy được một cái nhãn. Này chắc chín rồi em. Chín rồi đó. Hái nguyên chùm luôn ăn cho nó sướng. Hái được hai trái nhãn lồng, trái rất là to nè. Mà thường mấy cái trái nhãn lồng này nó hột nhỏ hay hột to vậy? Hột bự. Người ta gọi là nhãn trâu á. Ai gọi nhãn trâu? Có chị gọi á. Ồ gì gọi nhãn trâu á? Người ta là nhãn lồng. Nhãn lồng đặc biệt là cái hột lúc nào nó cũng bị tách ra làm hai nha. Ờ. Còn nhỏ lấy cái này làm nhẫn đeo. Thế là được. Có đi con. Khuyết ra. Ô, hụt nó bự ghê á. Nghe ngửi hụt mãi à. Bự hơn thì chắc bí đi. Cái không rồi, dạng nhẽ thôi. Hái nguyên chùm luôn đi. Chùm mãi á, nè. Ừ. Ồ. Nhãn gì vậy? Ê, sao có lẹt ra có hai trái vậy? Sao có
này chùm thường nè, bẻ xuống đây. Đó, nhãn thường á. Hay là anh... Ủa cái cây nhãn... Thúi á. Thúi á, đúng rồi. Nhãn héo à. Mất cái mặt. Hai nguyên chùm này xuống hãy. Thấy hết chùm luôn. Thôi. Lẽ là nó hái tới đó rồi còn chừa lại chứ gì. Uổng vậy. Nè có trái chua chín nè. Ngọt đi vô. Ăn tại cây về nó mới xuống à. Thiếu mặt, bốn đứa là thiếu mặt rồi. Em cổ nhà mình có cây nhãn như đây sướng ha, ngày nào cũng đang ngồi hái ăn. Ăn giết chết luôn. Tú thử cơ mở vô cái chùm nhãn Tú. Tú đây nè. Trời ơi má ơi. Tú đang nè. Kiểu ăn bế đào từ trước tới giờ nè. Ngon. Ăn nhãn tại cây. Nó lại. Hôm nay mình sẽ thử cảm giác ăn nhãn tại cây. Ăn còn vỏ nè. Cảm giác sao ngoài chị có được gì không? Không. Nhãn này đúng không? Ngồi đó mua mà. Nè. Chồng có 1 cây mà trái nó nhỏ xíu. Không được. Tí luôn á, chồng tiếc kìa. Mà cao nó cao lắm nha, chứ không được đưa cái mỡ vô ăn vậy đâu. Tí nó bị té gì vô đập. Cố lên. Nó ngậm luôn trái nhãn rồi. Cắn sao nó còn cho nó mới hay. Action. Bây giờ là ba đứa chuẩn bị hái nhãn cho mình ăn. Mình đang ngồi ở trên bờ thì mình hưởng thụ thôi. Hái đi. Trời ơi, cái đứa kia, cái đứa cuối cùng sao không chịu tập trung níu con nhỏ kia. Lỡ rớt xuống mương sao? Tôi bẻ tôi ăn. Cho trái coi. Trời ơi, cho nó con trái vậy. Trời ơi, nguyên chùm luôn. Ê, như nhạc cái này không được dè bằng cái trái nãy. Này là cướp giật. Thằng nhỏ nó cướp chứ. Rồi bây giờ đi quay cây khác hái. Ở đây mấy chục cây nhãn vậy Tú? Ở đây khoảng bao nhiêu cây nhãn? Bao nhiêu cây nhãn hả? Ờ. Okay. Mới đúng. À ha. Một trái. Ô. Ba trái luôn. Là chỗ chín. Nhưng mà mất 100 à, nói chắc không gì. Dạ, đi cho chắc. Tí, nhảy xuống tắm luôn tí. Nhảy xuống tắm luôn. Tí làm hành động gì á? Ê, đứng đá em. Cô, cái đứa đã bậy. Ủa sao cái cầu bữa trước đi không được, cái cầu này đi được vậy? Hồi sáng ngồi vòng 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 cách chi đâu chứ giữa thì em bay lên. Muốn cho nó khỏi đi qua bỏ cái cây mà cái có gốc á, cho nó khỏi đi qua ha.
Trời ơi, ô ống nè. Tiếp tục đi Ai Bi. Ôi giường đẻ quá. Chồng bí mà giống như là chồng bầu ghê hả? Ở đây có con trái nè, tấu rồi hả không? Cái này còn non hả? Ngang tú chữ lộn à. Ê, trên đây trái bí hả, trái bầu? Trái bầu. Ồ, nhìn xe nó giống trái bầu. Đây, có thấy nguyên trái bí bự nè. Thấy không? Như trái hồ lô luôn á. Thấy không? Bị làm giống hả? Trời ơi, nó như cái trái hồ lô trời. Quá bự. Làm giống không thì bự. Đây cũng có một cây nhãn. Mấy cây này là nhãn lồng hết hả Tú? Nó nhảy gì? Lẹ quá kìa. Mấy trái này còn nhỏ, mới ra trái được xíu. Chắc cũng khoảng tháng mới được ăn nữa. Bây giờ ăn đẻ rồi đi vô. Còn mấy trái non mà mấy trái mà mà tụi em đang bao lại là chuẩn bị nó chín. Nó trái rồi. À, các bạn thấy đường đi vô không? Mưa đến nỗi mà nó đóng rông luôn nè. Thấy đi chân không nè. Bùn không rồi nè. Đó nó dè hả? Dè rồi. Cái này để khô ra nó sẽ lỏng ở trong. Làm đứng nước nữa. Là mình rượu. Đi chừa đi, chừa đi. Các bạn có thấy không? Trời mưa lắc rắc như thế này nè. Mà cũng đội mưa đi ra hái nhãn ăn cho được á. Vì nhãn tại cây vừa chín tới ăn cũng rất là ngọt. Mình rất là mê thưởng thức trái cây tại vườn. Ở chỗ mình á là ít có những cái loại trái cây như thế này, toàn là đa số là đi mua thôi các bạn. Hôm nay là một chuyến đi về miền Tây, nhất định là mình phải thỏa sức tham quan những cái vườn trái cây. Và cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi video này. Và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau. Đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video cho nhiều người cùng xem để ủng hộ cho kênh của Hana nhé. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.